TV256 xin mến chào quý anh chị em đến với livestream. Và trước khi TV muốn chia sẻ với quý anh chị em về những cái câu chuyện mà xảy ra vào ngày 30 tháng 4, thì TV có mới nghe cái tin tức mà của ông Thả đó, Vương Văn Thả đó. Thì ông Thả thì nghe chị Lisa Phạm đó thì chị nói rằng là ông Vương Văn Thả đó là được giải thoát rồi. Thì đó là một điều mình cũng ráng mình lấy làm mừng. Nhưng mà không biết cái sự thật thì sẽ như thế nào nha. Nói ông Vương Văn Thả đang được đưa đi đến một nơi rất là bí mật mà an toàn, thì đại khái là như vậy, để cho ổng có thể là ổng thoát ly gia đình để mà có thể mà thực hiện những cái điều mà ổng mong muốn. Phải nói ông Vương Văn Thả đây là một người rất là anh hùng chứ, dám rồi là trong một cái chế độ cộng sản mà dám rồi là chấp nhận để mà đương đầu với cả một chế độ như vậy, mà bất kể đến sinh mạng, thì mình phải nói đây là một anh hùng. Mình dù là ổng có những cái lời gọi là kêu gọi gọi là xuống đường rồi tự vệ bằng dao bằng búa, nhưng mà đối với mình hiểu về cái luật pháp á, nếu mà thật sự đất nước ta mà có luật pháp thật sự á, thì có cái quyền tự do ngôn luận nó ghi ở trong hiến pháp, thì ông Vương Văn Thả không có tội gì hết á. Cái người mà người ta mở miệng, người ta nói để mà người ta chia sẻ những cái suy nghĩ của người ta, có thể những cái suy nghĩ của ổng là dao búa này nọ, rồi thì tôi nghĩ nó cũng không có điều phải là điều quan trọng. Nhưng cái đó là nó thể hiện cái quyền mà tự do ngôn luận của mình thôi, chứ không, mình không phải là vi phạm luật pháp. Mà tự nhiên nhà cầm quyền rồi là đưa những nhân vật côn đồ đồ ra rồi bao vây nhà của ông Thả, rồi ông Thả là mình thấy ổng bị thương, bị đánh đập mà trên đầu là mình thấy có cái sưng lên mà bị sức muối đó, thì mình cảm thấy là đây là những hành động sai trái của nhà cầm quyền. Mà tại vì đó, cái thành phần mà công an của Việt Cộng đó nó sai trái trước là nó bận toàn là thường phục đó, hồi nào tới giờ vậy. Khi mà công an mà nó cố tình nó làm bậy á, thì nó bận rồi là thường phục để mà nó gây ra tội ác, thành ra người ta không có thể nào mà người ta biết được đây là tên công an thật sự hoặc là một người thường dân để mà gây ra tội ác với cái gia đình ông Vương Văn Thả. Đó là một câu chuyện mà chúng ta cũng phải chờ đợi thời gian coi ông Thả có được gọi là được mà tự do không, tự do để mà hoạt động bí mật hay không. Thì ráng chờ đợi thêm một vài ngày ha. Còn cái câu chuyện mà Đồng Tâm á, thì có thể là quý anh chị em đã biết rồi. Câu chuyện Đồng Tâm á, thì bây giờ ông Trung ông chịu đến Đồng Tâm và ông gọi là có những cái hứa hẹn là sẽ sau này ông sẽ không truy tố tất cả những cái người dân ở Đồng Tâm nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà cái lời hứa hẹn của những cái tên cộng sản thì TV cũng không tin đâu.
Mà cái chuyện đồng tâm đó, nếu mà mình xét đó, mình thấy đó, nó không đúng cái cách giải quyết. Tại vì cái chuyện mà cướp đất mà đâu phải là cái chuyện đùa đâu. Cái chuyện cướp đất là cái chuyện mà của gọi là hàng chục năm nay rồi, chứ đâu phải là chỉ có một cái câu chuyện của Đồng Tâm. Biết bao nhiêu đồng bào mình nữa là sắp khắp 63 tỉnh thành đều trở thành những cái người mà dân oan, nó lên cả hàng triệu người đó, chứ không phải là nó vài triệu người, chứ không phải là ít đâu. Vài triệu người dân oan mà khắp trên 63 tỉnh thành như vậy. Thành ra cái giải quyết của ông Nguyễn Đức Chung này á, chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội đó, nó cũng không có thỏa đáng. Muốn thỏa đáng á, là phải giải quyết cho 63 tỉnh thành, giải quyết cho hàng triệu người dân oan, chứ không phải giải quyết theo cái kiểu mà lấp liếm như vậy. Thành ra qua cái sự suy nghĩ của TV256 đó, thì TV nghĩ rằng đây là không phải thuộc cái thẩm quyền của ông Trung. Cái người mà muốn giải quyết cái vấn đề mà tận gốc rễ là cái ông Nguyễn Phú Trọng. Chứ ông Trung ông chỉ là lo cho một cái tỉnh của ông thôi. Thì nó là sai rồi. Chuyện này nó sẽ chuyện của cả một quốc gia, của một đại quốc gia đại sự, một chuyện lớn như vậy thì nó thuộc thẩm quyền của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng phải, tại vì ông là một người mà mình thấy chính vì cái điều 4 hiến pháp đã nói rõ như vậy. Điều 4 hiến pháp, và tôi nói TV nói điều 4 này là cái điều này nó gọi là hiến pháp chứ không phải là hiến pháp. Nó hiến pháp là nó ăn hiếp cái bản hiến pháp, nó cưỡng hiếp cái bản hiến pháp. Dạ, TV xin chào người bạn mà chuyển về đâu nha. Xin chào David Võ. Nếu mình thấy rõ như vậy, thành ra mình muốn cái câu chuyện đồng tâm đó là nó liên quan trực tiếp với cái người mà cầm quyền, là cái ông Nguyễn Phú Trọng. Là chính tại sao mình nói ổng là cầm quyền, tuy là ổng là một cái đảng trưởng của cái đảng cộng sản thôi, ổng là tổng bí thư thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rõ cái quyền hành của ổng không? Ổng sẵn sàng đi qua Tàu để mà ổng ký kết với bọn Tàu về cái những cái 15 cái văn kiện bán nước như vậy. Mình thấy điều đó mà. Ai cũng biết điều đó mà. Mình thấy ổng lại là ổng coi như là ổng là trùm, cái ông trùm vậy. Bao nhiêu người làm việc trong chính quyền á, thì đều đều phải là ổng gọi là bầu ra những cái phiếu tín nhiệm. Mà cái chuyện rất là thô bỉ, mình nghĩ là cái vai trò của ổng, ổng đưa ra những cái câu chuyện mà mình thấy có thể là rất là khôi hài, rất là hài hước nha. Bầu phiếu tín nhiệm mà đưa ra ba cái lượt phiếu là tín nhiệm cao, rồi tín nhiệm thấp. Nó rất là lưu manh đó. Mình đã gọi là tín nhiệm rồi thì người ta biết là tín nhiệm thôi, chứ còn còn cao với thấp làm sao mà biết, là nó đâu có cái thước để mà đo với cao với thấp đâu. Hoàn toàn nó khi mà mình đã tín nhiệm một người rồi á, là nó không có thước đo để mà cao với thấp đó. Hoặc là nó có hai cái thước đo, đó là một là tín nhiệm hoặc là bất tín nhiệm thôi, chứ đâu có cái vụ mà tín nhiệm cao rồi tín nhiệm thấp rồi tín nhiệm, nói lại là ba loại chung là tín nhiệm hết. Mà chỉ có Nguyễn Phú Trọng nó là không không có ai mà bỏ cái phiếu bầu cho ổng nha, là không có ai được quyền bầu của ổng. Ổng giống như là ông vua vậy đó, không có ai cần không có ai mà được quyền mà phán xét ổng là tín nhiệm thấp nữa. Thành ra mình coi như là đây là cái nhân vật là tất cả đều phải tín nhiệm cao hết đấy, thấy không? Ai mà dám tín nhiệm ông thấp, thấp cho ông chặt đầu á. Thành ra ông coi như ông miễn được bầu, miễn được bầu.
thì cái tay đó là cái tay mà gọi là ký kết rồi là cam kết với Trung Cộng để mà bán nước mà. Thành ra cái anh chàng bà Nguyễn Phú Trọng là cái anh chàng đầy quyền lực, thì đó thì ảnh mới là cái người mà để mà giải quyết cái vấn đề đồng tâm. Anh ta nó thật sự là một người giải quyết vấn đề đồng tâm. Cái đồng tâm là cho cái cho cả nước, hàng triệu người dân quan sắp ở khắp 63 tỉnh thành như vậy. Đâu phải là để cho một cái anh gọi là chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội để mà giải quyết, anh Nguyễn Đức Chung mà giải quyết, thì mình thấy nó, cái câu chuyện nó không đi đến đâu, hoàn toàn không đi đến đâu. Là cái chuyện cướp đất đai của đồng bào mình nó vẫn tiếp tục xảy ra ở khắp nơi. Thì quý vị anh chị em đó mà dở cái bản hiến pháp ra, quý anh chị em đọc cái điều 53 và 54 đó. Đó, các anh rảnh các anh vào trong Google search cái điều 53 54 coi. Bản hiến pháp thì phải nói rõ là sở hữu đất đai là của toàn dân. Trời ơi, mình nghe mình thấy mừng lắm, mình nghĩ cái này được nha. Sở hữu đất đai là của toàn dân không? Chứ sự thật ra là tất cả là do nhà nước quản lý. Mà nhà nước quản lý đó, rồi lại có, đó là cái điều là 53 nha. Xong cái điều 54 là nó nói đó là cái người mà sống ở trên cái mảnh đất của mình đó là chỉ có gọi là có cái quyền gọi là sử dụng đất thôi. Nó lấy cái mất đi cái quyền làm chủ. Làm chủ thì của toàn dân, nhưng mà không có thể là có quyền cá nhân được. Thành ra tất cả những người công dân Việt Nam á đều chỉ có quyền sử dụng cái đất của mình thôi. Cái ngôi nhà của mình ở trên cái mảnh đất đó là mình sử dụng cái ngôi nhà của mình thôi. Thành ra mình coi như rằng là nhà nước quản lý cái nhà của mình rồi. Người nhà nước mà thí dụ mà muốn thâu hồi đất đó, là có thể mang xe cẩu đến để mà gọi là kéo cái nhà mình xuống. Xe cẩu nó làm sụp đổ cái nhà mình xuống là cái quyền của nhà nước. Thành ra đó, khi mà quý anh chị em ở trên cái nhà của mình đó, thì nhà nước có quyền nói rằng là cái đất này đó là bây giờ trưng thu lại rồi nhà nước cũng bày đặt ra rằng là phải bồi thường cho quý anh chị em là tiền đất là bao nhiêu. Nhưng mà sự thật thì nó không có bao nhiêu. Một mét vuông đất thì có thể bồi thường gọi là 500 ngàn đồng. Đại khái 500 ngàn đồng cũng có 2 đồng bạc. 2 đồng bạc USA thôi. 20 chứ. Rồi cái đất đó mà sau khi mà nhà nước mà lấy được rồi đó, đặt cái nhà của anh em xuống đó, thì nhà nước bán lên tới hàng bao nhiêu triệu một mét vuông như vậy. Có phải là nhà nước rồi là ăn cướp cái mảnh đất của quý anh chị em không? Nó rõ ràng là như vậy. Ăn cướp mà có giấy tờ đó. Mà cái vụ ăn cướp này đó, nó xảy ra từ hàng chục năm qua. Những người Việt Nam rất là đau khổ. Cha ông mình gây dựng ra lên miếng đất rồi để đến bàn tay của mình thì bị cướp trắng trợn như vậy. Rồi không có nhà cửa, phải sống rồi là gia đình nữa là tan nát hết. Thành ra tạo nên cái sự mà dân oan khắp nơi trên toàn đất nước. Dân oan kéo biểu tình ở gọi là chỗ mà Mai Xuân Thưởng đó, chỗ mà tòa nhà Quốc hội đó.
rồi kéo biểu tình ở Sài Gòn, ở Gia Định, khắp nơi người dân Oan biểu tình. Biểu tình thường trực ở chỗ mà Võ Thị Sáu, nhà tiếp dân, rồi người dân dân Oan, rồi là khi mà thấy mà cán bộ cướp đất, người dân Oan chịu không nổi, người dân Oan kể truồng ra nữa mà cũng không có nhầm nhò gì với cái tụi này. Tụi này nó cướp trắng trợn đó. Những sự việc mà như vậy đó, rồi làm sao mà giải quyết đây? Nó đâu phải là chỉ có một chuyện Đồng Tâm đâu. Hiện tại chúng ta thấy là nó xảy ra ở Bắc Ninh nè, nó xảy ra Phú Quốc nè. Hiện tại đó, Bắc Ninh rồi Phú Quốc rồi khi xưa là Cồn Dầu, đủ thứ đó, đủ thứ, tất cả mà cái vụ cướp đất đó, ở khắp nơi mà. Rồi ở An Giang, đủ thứ, đủ các tỉnh thành đó, Vũng Tàu, Nha Trang cũng có, rồi Bình Thuận, nhiều lắm. TV nhớ rằng là mình nhắc đến đó thì nó bao nhiêu chục năm rồi nó xảy ra, mình hiểu như vậy. Dạ, TV chào Ngọc Giàu nha, chào Nguyễn Hoàng Phúc. Dạ, ở dưới nhà nếu có khoáng sản thì sao hả chú? Cái đó là tài sản của nhà nước rồi. Mình chỉ có quyền mà sử dụng cái đất thôi. Mình sử dụng cái đất nếu mà mình á, mà dưới mà có khoáng sản đó thì chắc là mình đào, mình lén, mình lấy thì được thôi. Chứ sự thật là cái đất đó là nó do nhà nước quản lý rồi. Mình đâu có quản lý được. Mình chỉ có quyền sử dụng đất là mình có thể mình xây nhà, mình cất nhà, mình ở, rồi mình trồng trọt, vậy thôi. Chứ mà khoáng sản thì chắc là nhà nước không có tha đâu. Ở đây khác à nha, ở Mỹ khác à. Ở Mỹ quý anh chị em biết rằng là nếu mà cái nhà của các anh chị em mà có cái mỏ dầu hoặc là có mỏ gì mà ở dưới á, là các anh chị em được gọi là chia tiền với cái một số phần trăm nào đó để mà người ta giao cái phần đất để cho người ta khai thác đó. Ừ, là ở Mỹ gọi là sung sướng lắm, gọi là người dân mà ở trên cái mỏ dầu của mình đó là ngon lành đó, hoặc là mỏ vàng, mỏ bạc gì đó. Nhắc lại cái nước Mỹ này đó, mình muốn chia sẻ với anh em về cái lệnh của tòa án đó, là cái chuyện này nó xảy ra Seattle. Seattle là cái tiểu bang cũng nó Washington mà nó nằm ở gọi là cực tây á, cực tây mà về phía bắc á, của nước Mỹ. Thì ở đó có những cái ông mà đại gia, ông làm những cái cơ sở thương mại rất là lớn, biết không? Nhưng mà rồi ông mua tất cả những cái phần đất trong cái cơ sở thương mại đó hết, ông mua hết rồi người ta bán cho ông. Thì có một cái bà già đó, bà không chịu bán. Bà có cái nhà ở ngay chỗ đó, ngay chỗ giữa cái phần đất của ông đó. Cái cụ già đó, bà cũng nhất quyết không bán à. Bây giờ đó, ông trả cái nhà của người ta đó thì thí dụ là 100 ngàn đi. Thì ông nói bây giờ ông trả cho cái bà đó là gấp 10 lần, là 1 triệu đô. Lời biết bao nhiêu, bà cũng nhất định không bán. Bà nói là đây là cái nhà kỷ niệm của gia đình bà. Bà không muốn bán, bà nói là cái phần mà kỷ niệm cái cuộc sống của bà. Thế là thưa kiện đồ này nọ thì tại ông nói là ông tìm cách để mà đuổi bà ra, để mà ông thôi là bây giờ ông không xây được một cái
cái cơ sở thương mại của ổng, rốt cuộc không làm gì được, không có thưa kiện gì bà đó được. Quan tòa nói là bà nó có quyền trong cái sở hữu cái nhà của bà thì bà có quyền, bà muốn bán là bà bán thôi. Bây giờ anh có mà lỗ cách mấy anh cũng chịu thôi, anh làm business là anh phải tính trước, mà bây giờ giá nào cho cũng bà cũng không bán hết đó. Nghe nói cái giá lên tới hàng hàng mấy chục lần nữa bà cũng không bán nữa, bà nói bà không bán bằng mọi giá. Thế là ổng bí quá, ổng phải xây cái cơ sở thương mại mà mắc cười lắm. Cái xây cái cơ sở thương mại bằng cái hình mà chữ chữ U đó. Mình thấy tự nhiên có cái nhà nhỏ xíu ở, còn cái nhà lớn chữ U nó cao đồ sộ luôn, mà phong trong nó chỉ lởm thấp chủm là nó có cái nhà của bạn này đó. Nó cái hình ảnh này nó cũng còn ở trong máy computer của TV256 này. Thì mình lấy cái sự kiện đó ra mà làm thấy cái sự thật đó, là người dân đó có quyền làm chủ cái đất của mình. Mà ngay cả là nhà nước nha. Nhà nước mà muốn mà trưng dụng cái đất của mình để mà làm đường đó cũng không được đâu nha, cũng phải năn nỉ dân đó. Phải trả giá rất là cao đó. Nhưng mà nhà nước thì có một cái giá cao gọi là cũng quá mức hạn của thôi, chứ họ mà người dân mà không có mà đi đó là họ cưỡng chế cũng thật sự đó, chứ không phải là không đâu. Họ cưỡng chế là họ đã bồi thường, nhưng mà cái số tiền của bộ họ đó bồi thường rất là lớn, hiểu không? Nhà nước gọi là chuyên môn là nếu mà cần cái phần đất đó là phải được bồi thường rất là lớn. Là người dân nào đó mà thấy mà nhà nước mà dùng cái nhà mình để mà xây đường đó, để mà, thì đó là người ta nói là trúng số. Trúng số là nhà nước bồi thường rất là nhiều, chứ không phải bồi thường mà với cái giá mà rẻ mạt rồi bán giá trên trời, thì cái đó là ăn cướp rồi. Chú nói chuyện thấy hiền và phúc hậu quá. Dạ, cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Quang nha. Thì mình những gì mà TV256 chia sẻ với anh chị đó là phải nói là sự thật. Tất cả cái kiến thức của TV256 đó là nó qua những cái sự thật mà mình đã đọc báo thấy, mình đã kinh nghiệm thấy rồi mình mới kể ra thôi, chứ mình không có mà tự nhiên rồi bày trò ra để mà làm cái chuyện đó đâu. Thành ra cái sự thật của bên nước Mỹ là vậy đó, còn bên nước Việt mình nó rõ ràng là ăn cướp của dân. Mà cái ăn cướp của dân đó mà để xảy ra mấy chục năm nay, để mà dân biểu tình, để mà dân phản đối rồi là hàng triệu người như thế. Nếu mà cộng lại bao nhiêu lần biểu tình chắc có thể lên tới cũng hàng triệu người chứ không phải không. Biết bao nhiêu cuộc biểu tình như vậy, không? Bao nhiêu cuộc biểu tình rồi cũng trù dập hết. Mà cái anh cộng sản này là ông rất là hay. Ông cứ là nhắm ngay cái người mà cầm đầu của cuộc biểu tình đó là bắt hết, là hết chuyện rồi. Bao nhiêu cuộc biểu tình rồi, bao nhiêu tội ác của anh cộng sản rồi, người ta kéo quan tài đi khắp nơi, có những cuộc biểu tình lên tới 50.000 người chứ đâu phải là ít đâu. Ví dụ mà Bắc Giang mà khi xưa đó mà giết người đó, người ta kéo quan tài mà người ta dùng cả trống đó. Người dân dùng cả trống đó, đánh đùng 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 là thế, là đi theo quan tài lên tới mấy chục ngàn người, nhưng mà rốt cuộc cũng bị tan rã hết rồi. Trước cái họng súng AK vừa cuối rồi rối điện rồi chó săn chó nghiệp vụ nghe, làm sao người dân người ta với tay không mà chịu nổi. Thành ra cái vụ mà giải quyết ở Đồng Tâm đó là TV nói nó không đúng, hoàn toàn không đúng.
mình không có giải quyết mà tận gốc rễ. Tận gốc rễ đó thì cái anh mà đại tá Nguyễn Đức Chung đó phải nói rằng đây là không phải cái nhiệm vụ của tôi. Nhiệm vụ đó là của ông Tổng Bí Thư. Tôi từ chối cái nhiệm vụ, cái chuyện trường hợp này là nó không phải là chỉ nó xảy ra ở Đồng Tâm không, nó ở xã Đồng Tâm không, mà nó xảy ra toàn thế giới. Toàn thế giới thì trách nhiệm của ông Nguyễn Phú Trọng, của ông vua. Mà nói thiệt với mình cảm thấy nó đau lòng lắm. Cái chuyện mà mấy ngàn người với bắt mấy cái anh công an như vậy, rồi nó xảy ra cái chết như chơi, nó xảy ra bạo động, rồi nó đổ máu, rồi người dân rồi nóng giận rồi thiêu sống mấy cái anh công an như vậy, là cái chuyện nó rất là nghiêm trọng. Mà mình thấy bốn cái chức danh: chủ tịch nước, thủ tướng, tổng bí thư, rồi Nguyễn Thị Kim Ngân chủ tịch quốc hội, hoàn toàn chúng ta không thấy một tiếng nói nào hết. Một cái đất nước như vậy đó, nó quá đản lắm. Bưng bít thông tin. Ngay cái vụ mà xảy ra vào ngày 15 đó, 15 tháng 4, hai ba ngày rồi, người dân hoàn toàn không biết tin tức gì hết. Báo chí không có loan tin. Người dân biết tin tức là nhờ những cái trang mạng rồi là ở ngoài thôi. Dạ, chào người Việt xấu xí. Xấu xí rất là đẹp lắm. Người dân biết tin tức như vậy thôi. Thành ra mình đánh giá cả nền báo chí của Cộng sản là nó chỉ biết lường gạt và nói dối với dân thôi. Cái đó là sự thật quý anh chị em ơi. Nó không phải giống như báo chí ở ngoài đâu. Mà báo chí những người trong nước cứ nói là ở ngoài này là báo lá cải. Sự thật ra báo lá cải là báo người trong nước đó, tất cả đều trở ngược hết. Hỡi người Việt ở đây nói tốt thì bên kia nói xấu. Cái sức cộng sản nó kỳ lạ lắm, mà nó tạo cho người ta cái niềm tin là từ nhỏ tới lớn bị đầu độc. Báo chí nó đầu độc một chiều như vậy, thành ra người ta không thoát được. Những mà lớp trẻ sau này, ngay cả lớp già cũng vậy, cũng không thoát được nữa. Báo chí mà nó đầu độc thường xuyên như thế thì làm sao mà giải quyết được. Phải nhờ những cái tiếng nói giống như TV256, mình ở ngoài này mình thấy được cái sự giả dối bên trong. Trong khi đó người trong nước cứ nói là TV256 rồi là sống xa ngoại rồi ra không có biết gì hết, nói sai sự thật. Trong khi đó họ là người nói sai sự thật mà họ không biết. Họ bị đầu độc lâu quá, họ không biết. Ngay đến Hồ Chí Minh đó, họ cũng không biết nữa. Qua cái vụ Đồng Tâm chúng ta thấy đó, nhiều người đó cứ kêu gọi là Bác Hồ để mà giải cứu cho họ. Nói là đại khái như là người miền Bắc rồi là quá quý mến ông Hồ Chí Minh. Coi như Hồ Chí Minh là một người thần thánh mới có thể giải quyết được mọi vấn đề. Trong khi Hồ Chí Minh là tên gián điệp Tàu. TV có hai cái bài nói chuyện về Hồ Chí Minh là gián điệp Tàu. Ông 100% là gián điệp Tàu thế. Không có chạy được. TV256 đủ bằng chứng tài liệu để nói điều đó mà. Thì bây giờ đó, qua cái vụ anh Vương Văn Thả, bây giờ qua cái vụ Đồng Tâm thì TV muốn chia sẻ với cái chủ đề mà ngày hôm nay. Chủ đề ngày hôm nay là cái phần mà sau 30 tháng 4. Sau khi 30 tháng 4 thì nói trong nước đó thì mình nói là cưỡng chiếm đó. Người Việt ở ngoài đó, người ta nói là đây là cái vụ ăn cướp đó.
ăn cướp lên thành ra cưỡng chiếm. Một cái đất nước ta nó đau thương chỗ đó là mình thấy tình trạng của đất nước Nam Hàn với Bắc Hàn cũng vậy, nó giống nhau với Việt Nam. Mình thấy Đông Đức với Tây Đức cũng giống vậy. Mình thấy Taiwan với Trung Cộng, Trung Hoa lục địa Trung Cộng cũng vậy. Đó, nó có nhiều nước nó giống nhau như vậy. Mà các dân tộc khác đó, dạ chào Nam Hối, các dân tộc khác người ta không làm. Người ta không có gọi là xua quân rồi là đánh chiếm với nhau. Tại vì người ta biết rằng là người ta cùng máu mủ với nhau, người ta cùng là anh em với nhau, không có ai mà xua quân đi mà đánh nước khác. Bắc Hàn, Nam Hàn nó chia ra cái gì tiếng 17 đầu tiên là nó có đánh nhau thật rồi, nhưng mà người ta cũng dừng lại một cái vị tuyến nào đó. Còn đất nước mình chọn cái vị tuyến 17 để mà phân ranh thì mình có hiệp định đó là Genève, hiệp định hòa bình, thì mình phân ranh như thế thì mỗi cái quốc gia đó tự gọi là tạo dựng cái nền kinh tế tốt đẹp cho đất nước mình. Thì cái điều mà hai bên lãnh đạo cái đất nước mình để mà mình cạnh tranh với nhau để coi cái đất nước phần nào làm tốt đẹp cho quê hương, phải không? Mà câu chuyện nó không xảy ra như vậy, nó không xảy ra như đất nước khác. Chính là cái nhân vật Hồ Chí Minh là cái tên Tàu, gián điệp Tàu, tìm cách gọi là chia, thứ nhất là chia hai cái đất nước mình, là làm cái hai cái đất nước mình nó yếu đi, để nó không có mà đoàn kết được để mà chống cái giặc Tàu trong cái tương lai. Bảo đảm chia hai cái đất nước là tự nhiên nó yếu đi rồi, thấy không? Và mình suy nghĩ coi, nếu là mình người Việt Nam đó, mình thắng Điện Biên Phủ, mình thắng Pháp là vào năm 1954, mình có tự nhiên mình chia hai đất nước mình không? Mình thắng Pháp đó là đến cái giờ phút này đó là mình phải đuổi Pháp ra khỏi đất nước mình. Mình ký với Pháp với một cái điều kiện là trong vòng 6 tháng hay 1 năm chúng tôi cho phép anh rút quân đội ra khỏi đất nước tôi để mà ký cái hiệp ước hòa bình với Pháp thôi. Chứ đâu phải là ký mà chỉ hai đất nước mình ra. Ký chia hai đất nước mình ra đã làm cho cái người mà đại diện mà chính quyền miền Nam mà thời năm 1954 là bác sĩ mà Trần Văn Đỗ đó, bác sĩ tham dự cái cuộc hòa đàm Genève đó, bác sĩ phải ôm mặt khóc. Người Việt Nam khóc vì mình chứng kiến được cái cảnh mà ngoại bang nó sâu xé cái đất nước mình, nó chia ra làm hai, nhất định không có ký vào cái bản hiệp định Genève. Là phần đất mà Việt Nam nó không có, miền Nam nó không có ký vào hiệp định Genève. Và khi mà bác sĩ mà Trần Văn Đỗ về đó, thì Tổng thống Diệm mới gọi là để tang, gọi là cờ rủ, rồi là 3 ngày. Từ ngày mà 20 tháng 7 1954 rồi 21, 22 đại khái vài ngày, nó đau lòng cho cái đất nước mình rồi. Mà thay vì dừng như vậy đi, Hồ Chí Minh gọi là bất chấp sinh mạng của người Việt Nam, nhất quyết là đem quân để mà giải phóng, gọi là giải phóng đó, trong cái chữ ngoặc cách, giải phóng miền Nam. Nhưng mà sự thật đó là cưỡng chiếm người ta mới tạo nên cái con đường Hồ Chí Minh, rồi để mới thành lập cái mặt trận giải phóng miền Nam. Bởi vì mang cái lá cờ thì ở trên đỏ, rồi sao vàng, rồi ở dưới thì xanh, cái miền đất xanh đó chưa được giải phóng. Thì đó là cái chủ tâm của thằng Tàu thôi. Thằng Tàu này nó hay có cái vấn đề đó, thấy không? Giống như mà mình thấy cái lá cờ Tàu nó có năm ngôi sao đấy, thấy không?
Bây giờ thêm ngôi sao nữa giống như là một cái nước mà nhược tiểu vậy thôi. Đúng. Mông hồi mãn tạng, cái bốn ngôi sao đó, mông hồi mãn tạng, bây giờ thêm Việt Nam nữa, ngôi sao thứ năm nữa. Rồi đối với ngôi sao lớn nhất là Hán, dân tộc Hán là coi như gọi là cái dân tộc mà nó nghĩ rằng nó thông minh nhất và nó là hay nhất, giỏi nhất, thành ra gọi là Đại Hán. Đại Hán là cái mình hiểu cái dân tộc Đại Hán là nó theo cái kiểu mà nó hay giành giật chiếm đất đất của người ta, nó đi đi gọi là chiếm mấy cái quốc gia khác làm thuộc địa đó. Thành ra nó có mà Mông hồi Mãn Tạng, bây giờ thêm Việt Nam nữa là năm cái nước để mà chư hầu đấy mà phục vụ là làm nô lệ cho người Hán đó. Thành ra họ gọi là Đại Hán là vậy đó. Chuyên môn là đi xâm lược của người ta, không là đi xâm lược nước người ta. Thì sau cái 30 tháng 4 đó thì quý anh chị em biết rằng TV 256 phải làm như thế nào. TV 256 là có học, là có đã đậu xong rồi, là Tú Tài 1 rồi, đậu xong Tú Tài 2 luôn, đậu xong Tú Tài 2 liên tiếp luôn. Mà thử hỏi sau 30 tháng 4 đó TV 256 phải đạp gọi là xe ba gác đó. Xe ba gác là cái xe nó có ba bánh, rồi nó có cái thùng mà vuông vuông ở đó, là mình cầm cái càng, mình cầm cái càng rồi mình đạp chi, rồi mình chở tủ lạnh, tivi hay là bàn ghế rồi giường, nó có cái khoảng mà rộng để mình chở. Mình là người sinh viên mà Tú Tài hai rồi mình phải đạp chiếc xe ba gác như vậy để mà lo cái cuộc sống, mình thấy rất là vô lý, phải không? Nó chỉ trong một vài năm là nó làm con người mình, tất cả mọi người ở miền Nam đều là nghèo hết. Chứ gia đình TV 256 thì cũng có xe hơi, cũng có tủ lạnh, rồi cũng có điện thoại. Mà sau này là bán hết à. Cái gì được là bán hết. Bán hết rồi xài rồi, bây giờ hết tiền rồi, bây giờ phải đạp xe ba gác để mà chở mướn cho người ta đó, nó đạp nó khổ như vậy đó. Rồi đồ ăn đó thì mình phải mua từ những cái cơ sở quốc doanh, là mình thấy rất là tủi hổ nha. Ngay cái ngày mùng 1 Tết đó, thưa quý anh chị em, ngay cái ngày mùng 1 Tết nó bắt loa lên, nó nói kêu đồng bào là sắp hàng để mà mua từng con cá. Trời đất ơi, mình đâu có thể nào mình hiểu được cái cuộc sống mình mà nó kinh hoàng như thế. Trong khi đó đó, miền Nam người ta muốn mua 1 tấn cá, vài chục tấn cá cũng được nữa, nếu mà anh có tiền. Anh có tiền thì anh cứ mua bao nhiêu cá là cũng được, nó đầy chợ đó, cỡ nào anh cũng mua được đó. Đâu có phải mà khổ khốn khổ gì mà mua mà từng con cá mà vào ngày Tết. Nhưng mà lúc đó đồng bào nghèo quá rồi, đồng bào nghèo quá rồi cũng phải lo sắp hàng để mua từng con cá vào ngày mùng 1 Tết. Kinh hoàng không? Cái đất nước kinh hoàng không? Mà từ đó nó gọi là nghèo xuống luôn, mà đến nỗi mà mình phải chịu cảnh đói, cứu đói vào năm 1986. Mình thấy ai đã cho phép các anh để mà đổi cái tên nước gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 1976 vậy? Các anh mà muốn cần thì phải hỏi ý kiến dân chứ. Các anh chưa bao giờ mà hỏi ý kiến người dân. Các anh chưa bao giờ mà có một cái cuộc trưng cầu dân ý mà đúng nghĩa. Tự nhiên đặt cái tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa giải phóng, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, rồi rồi tạo nên một cái nền kinh tế gọi là xã hội chủ nghĩa, kinh tế tập trung đó. Công nông trường đó. Công nông trường người làm khổ cho người dân thôi.
rồi các anh đào kinh thủy lợi, đào quá sát trời, đào mương, đào đủ thứ để bây giờ Sài Gòn nó gặp ngập nước không à? Anh đào rồi bây giờ anh đắp lại nó cũng không xong, để Sài Gòn gọi là ngập nước hết. Nhà cửa anh xây cắt tầm tầm bậy tầm bạ để người gọi là bịt bịt các cống hết. Bịt các cống đó rồi làm sao mà nó thông nước được, rồi làm sao mà nó không lụt lội được. À, chú nói chuẩn, chưa bao giờ có một hành động nào gọi là trưng cầu dân ý đúng nghĩa. Đúng rồi đó tiếng Trung. Chứ sự thật ra nước Mỹ này nó trưng cầu dân ý đều đều á. Mỗi lần mà bầu cử tổng thống hoặc là bầu cử quốc hội, nó có hai những cái câu hỏi yes hay no đó. Nó nói mày bây giờ mày muốn cái như thế này không, cái yes hay no rồi nó ra luật thôi. Đơn giản. Bây giờ nói bây giờ người ta có quyền hút thuốc ở trong làm việc hay không, hoặc là hút thuốc ở trong mà nhà hàng hay không, nó cũng là yes với no. Mình thích mình nói mình yes thì nó cho yes, nói no nó cho no, rồi nó ra luật thôi. Cái đó trưng cầu dân ý đó. Thời mà đa số thì thắng thiểu số thôi, hiểu năm trên 50% là nó ban hành luật thôi. Đó là trưng cầu dân ý. Đằng này mình chưa thấy nó trưng cầu dân ý gọi là đặt một cái tên nước gọi là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bởi vì đó biết bao nhiêu người đâu có muốn tiến lên cái xã hội chủ nghĩa đó đâu, nên nó đi ngược lại cái hạnh phúc của người dân rồi. Nó đi ngược lại cái hạnh phúc của người dân. Kinh hoàng cái thời đó. Rồi nó tiến lên không nổi, rồi người dân phải ăn bo bo rồi khoai sắn mỗi ngày. Thời đó là TV phải ăn khoai sắn, đói lắm, lúc đó đói bụng lắm. Ghê gớm. Thì tới năm 86, nhưng mà TV đã đi vượt biển rồi, vượt biển vào năm 1977 rồi, cuối năm 1977 rồi. Thành ra phải nói mình sống chỉ có 2 năm rưỡi thôi, 2 năm rưỡi gần 3 năm đó là mình thấy mình không thể nào mình chịu nổi. Cái này TV nói thật với quý anh chị em nha, TV xin thưa thật đó, là TV có một người bồ đó, một người bồ đó thì một bạn gái đó. Thì khi mà quen với TV 256 đó là năm 1976. Thì 76 thì TV đặt xe ba gác rồi mới chuyển đổi rồi thành cái nghề mà bán thuốc tây. Thì có người chị cũng hàng xóm đấy, chị nói em đặt xe ba gác khổ quá thôi đi bán thuốc tây với chị đi. Bán thuốc tây của bộ có lời lắm á. Thế là chị rủ ra ngoài ở Nguyễn Huệ đó. Nguyễn Huệ mà nơi có những cái dãy kiosk mà nhỏ nhỏ đó. Thì TV mới bắt đầu bán thuốc tây. Thì bán thuốc tây đó thì mới gặp được cái người bồ, quen với người bồ của mình. Đó, thì người bồ đó là hiện tại cũng là bà xã của TV luôn á. Mà hai vợ chồng lại là sống tới bây giờ đó. Sống tới bây giờ là coi như là vợ chồng cũng đã là 77, 40 năm rồi. TV và bà xã sống nhau đến 40 năm rồi đó. 40 năm và vẫn còn sống với nhau và nói thiệt mình vẫn nhớ bà như thường. Bà đi xa một tí xíu là mình nhớ rồi. Hiểu không? Sống nhau nó có tình, nó có nghĩa, nó có đại khái là vậy. Thì mình muốn cái chuyện tội nghiệp là như thế này. Là trước khi mà quen với bà đó, TV nói thẳng với một câu với bà đó, bây giờ chúng ta quen với nhau thôi, chúng ta yêu nhau thật sự, nhưng mà em đừng bao giờ em nghĩ rằng là anh sẽ cưới em nha. Mình nói một câu đó,
Bây giờ em có thể em bỏ anh, ok rồi được. Chúng ta cắt đứt quan hệ với nhau đi. Còn chúng ta quen thì chúng ta phải biết rằng chúng ta không bao giờ cưới nhau. Tại vì anh không có thích sống ở trong cái chế độ này. Anh không thích mà con anh nó trở thành những cái đứa con cộng sản như vậy. Những cái con mà được mà đảng bác dạy rồi toàn là bắt buộc không. Lúc đó là tôi hiểu được là cái nền giáo dục của nó là trong đó là nó phải dạy ra. Thử hỏi hãy mà cầu nguyện đi, cầu nguyện cho Hồ Chí Minh đi, thì cô giáo mới phát cục kẹo cho ăn. Đừng có cầu nguyện Chúa, cầu nguyện Phật gì đó thì nó không có kẹo đâu. Mà cầu nguyện Hồ Chí Minh là cô giáo phát cục kẹo cho ăn. Rồi trong những cái bài học rồi viết 10 thằng lính Mỹ rồi cộng với 5 thằng nữa là bao nhiêu thằng. Những cái bài học mà nó trong sách sách giáo khoa như vậy. Làm sao mà TV nghĩ rằng mình có một cuộc sống mà vợ chồng với con cái mà hạnh phúc được. TV nghĩ là không bao giờ mình sống trong cái xã hội này mà mình chấp nhận được hết. Thành ra trong đầu mình cái tư tưởng nó có đấu tranh nữa, nó thể hiện từ cái lúc đó rồi. Mình không chấp nhận được. Thành ra bà xã bà thương mình quá rồi bà cũng chịu thôi. Bà xã bà thương mình quá bảo nó chịu thôi, bây giờ ok. Nhưng mà mình đó mình là một cái kẻ gọi là có trách nhiệm. Mình thương nhau thật sự chứ mình không có bao giờ mình có chơi cái trò mà gọi là trước mã truy phong, mình không có chấp nhận cái điều đó. Thành mà mình vẫn là trong sáng, mình giữ cho đến ngày cưới thôi. Đến lúc đó, ba thì vì 2 năm 6 đó mới mới nói rằng là đó bây giờ chúng ta ba quyết định là đi vượt biên. Tại vì đó nó bắt TV 256 phải đi thanh niên xung phong hoặc là đi về quê lập nghiệp hồi hương đó, thì TV 256 nói ok tôi đi lập nghiệp hồi hương ở dưới cây Gừa Tắc Văn. Rồi thế là nó không có bắt TV, thì TV 256 mới theo ba rồi mới về với cây Gừa rồi Cà Mau đó. Rồi mới bao nhiêu vốn liếng rồi mình mới mua được cái con tàu mà vỏ lãi. Con tàu vỏ lãi thì nó có đoàn dài nhưng rồi nó dùng cái máy gọi là đu tôm rồi mình mới đi vượt biên thôi. Thì đó nó tạo nên một cái nền kinh tế công nông trường. Rồi nó làm cho cái đất nước rồi là lụng bại đi, hợp tác xã nông nghiệp rồi đó, thành ra không ai chịu làm, không ai chịu làm thì tự nhiên đất nước phải nghèo rồi. Một cái đất nước mà hễ mà mình làm việc mình cũng chia đều lương như vậy nó không có vợ. Mình có thể nói thẳng là cha chung không có ai khóc. Khi mà cha chung thì không ai khóc. Thành ra đồng không chịu ai làm việc, mình biết mình lãnh lương cũng như đó. Tội giặc thì mình làm việc cho nhiều. Mình làm việc cho nhiều mà lương cũng như đó, không ai muốn làm việc hết. Thế là cha chung không ai khóc. Làm cho cái nền kinh tế của Việt Nam mình nó sùng bại đi. Nó người ta trở thành cái nó nghèo khổ rồi bắt đầu á. Nó quá nghèo, nó kiệt quệ rồi. Nó kiệt quệ rồi thành ra cộng sản mới nhìn lại là thấy sao mà cái nền tư bản nó giàu quá, là người ta đi vượt biên vượt biển rồi người ta gửi tiền bạc đồ quá nhiều, thì mới nghĩ lại làm ăn gọi là cá thể thử như thế nào, trở lại cái nền tư bản như thế nào.
trở lại cái thời tư bản mà thời miền Nam mà giàu có đó, thì họ trở lại cái nền tư bản và họ thấy đất nước nó có phát triển ra, nó có tốt đẹp, hiểu không? Nhưng mà nó rất là đau thương, nó chỉ có cởi mở kinh tế thôi, nó không đúng. Thành ra đất nước mình nó khổ tới bây giờ. Nếu mà thời đó mà những người cộng sản mà biết cởi mở, mà thành ra cởi mở luôn cả chính trị thì dân chúng ta không có khổ như vậy. Phải dứt khoát hoàn toàn thì được. Họ chỉ mở nửa chừng thôi. Họ chỉ mở là kinh tế thôi. Rồi là họ cho là kinh tế tự do, chứ sự thật ra không phải là kinh tế tự do đâu, mà nó có theo cái định hướng chủ nghĩa đó, định hướng xã hội chủ nghĩa, cái đó mới chết người đó. Thì nhớ lại khi mà mình sau cái diệt cộng mà cưỡng chiếm miền Nam đó, rồi họ cũng có bầu cử phải không? Họ có bầu cử và họ người đưa cái người mà ra ứng cử đó, TV nhớ là toàn là những người thất học không à. Thì trong đó có cái ở ngay Sài Gòn, ở đơn vị Sài Gòn đó có người ứng cử đại biểu quốc hội, đó là bà Lê Thị Thiêu. Nếu mà anh chị em mà ở trong Sài Gòn thì chắc chắn biết cái câu chuyện nghề nghiệp là hút rác đó, hút rác mà ứng cử đại biểu quốc hội rồi cũng đậu. Lúc đó, đó nó cho toàn là nó đem những cái người gọi là vô sản. Tại vì cái chủ nghĩa cộng sản là nó đặt trên cái hai nền tảng là vô sản chuyên chính và nền kinh tế tập trung công nông trường. Chủ nghĩa cộng sản là như vậy. Mà nó thực hiện chủ nghĩa cộng sản là từ lâu rồi như vậy đó. Là anh phải là người vô sản để mà cướp chính quyền. Và khi cướp chính quyền rồi là cái phải tạo nên nền kinh tế tập trung, là mọi người đều làm việc là chung với nhau, hợp tác xã, và lãnh lãnh lương rồi là đồng điều. Không có ai gọi là lương cao hơn ai. Đại khái nó phân chia giai cấp lạ lùng như vậy. Rốt cuộc không ai chịu làm việc hết, rồi rốt cuộc đất nước gọi là tan hoang, phải chịu đói thôi. Thì khi đói quá, nhưng mà cái điều mà khổ sở đó của đồng bào miền Nam đó là tại họ bị đưa vào tất cả những cái chính sách rất là tàn độc. Thứ nhất là chính sách cải tạo nè, là lấy đi của cái người mà cha trong gia đình rồi bỏ trong tù mà không biết ngày về nữa, rồi người tù không bản án đó. Chính sách cải tạo, rồi chính sách đánh tư sản bài bản, rồi chính sách gọi là thanh niên xung phong, rồi chính sách kinh tế mới, rồi là bỏ nhà đi kinh tế mới, thì nó sẽ không làm khó dễ. Mà tới hồi kinh tế mới thì người ta nói rằng rừng thiêng nước độc, họ bỏ về hết, họ ngủ lên khên ở Sài Gòn. Phải mà nhà có mà có cái mái hiên, rồi có cái nền gạch băng, gạch bông đó, mát lắm, rồi họ nằm đó họ ngủ, rồi họ sống tạm bợ, cuộc sống tạm bợ như vậy. Tại vì từ kinh tế mới mà họ về nhà không được, nhà đã bị người ta chiếm rồi. Tất cả người Sài Gòn là như vậy hết đấy, nhà là bị chiếm trưng thu hết rồi. Tại vì họ tàn ác lắm. Họ nghĩ rằng cái người dân, họ nghĩ rằng họ đi kinh tế mới là giống như họ thoát chết đi đó. Còn mấy cái gia đình giàu có khác á, thì bị bắt bỏ tù rồi cũng giết chết thôi. Thực thay thì thôi họ bỏ nhà cho nhà nước lấy đi rồi họ đi kinh tế mới. Mà tới hồi kinh tế mới thì nó thật là rừng thiêng nước độc. Tại vì nó không có trường học, rồi nó không có y tế, rồi người dân không làm gì được.
người dân mà sống ở trong đó rất là cô độc, mà bây giờ bệnh hoạn cũng không biết làm sao hết. Thành ra người ta phải phải bỏ hết rồi người ta về Sài Gòn. Cái sự thật là cộng sản là không có phải là đổi mới đâu nha, nó là đổi cũ á, đúng không? Miền Nam người ta đã sinh hoạt tự do như vậy rồi, miền Nam đã có cái nền kinh tế rồi, là thị trường như vậy rồi, tư bản rồi, thị trường cũng giống nhau thôi. Nhưng mà khi mà Việt Cộng nó đặt ra kinh tế thị trường, nó rồi theo cái định hướng xã hội chủ nghĩa thì nó khác chỗ định hướng thôi. Và thằng ngu trả tiền bằng thằng khôn, thằng giỏi bằng thằng dở, thằng làm nhiều bằng thằng làm ít. Thì làm chó chi cho mệt, thì cái đất nước cha chung không ai khóc, rồi nó tự nhiên nó nghèo, không ai làm việc hết. Mà phải nói là trong cái làm việc nó có sự phá hoại nha, nó người dân nó phá hoại khủng khiếp luôn. Tại vì người dân không có ưa cái xã hội chủ nghĩa, người dân không ưa cái cộng sản, thành ra mỗi người cứ phá hoại thôi. Rồi nó làm theo cái tập tục, nó quen luôn, thấy không? Cái tập tục rồi nó cái thói quen nó thành vô cảm, nó phá hoại luôn rồi. Khi mà TV256 về trong nước nó mới thấy người dân ở tuổi, ủa tại sao mà nhà nào nhà nấy cũng quét bụi ra ngoài đường không à, quét rác á, quét rác cứ quét ra ngoài đường cho bụi nó bụi nó ra ở ngoài ngoài xe người ta đang chạy, ví dụ nhà mặt đường nó quét rác ra trước mặt vậy đó. Quét bụi ra cho thiên hạ hửi chơi vậy đó, mà không phải là một nhà không á. TV thấy nhiều nhà lắm, nhiều nhà cũng đều xử sự như vậy, cứ hãy quét là quét bụi ra ngoài đường, chứ không phải là quét bụi gom vô rồi mình đổ lên. Còn rác á, để đầy đường á, ở trên cầu kiệu đó nguyên mấy đống rác, rồi ở Chi Lăng nữa, nhiều cái chỗ mà TV thấy rác đầy thành phố, mà không biết bây giờ thì như thế nào. Kinh hoàng, một cái đất nước như vậy làm sao mà phát triển được, nhớ không? Mà thằng Việt Cộng đó thì nó không làm bất cứ cái gì hết đó. Nó không làm bất cứ cái gì để mà làm tốt đẹp cho người dân hết đó. Nó thiệt á, tôi mới thấy nổi cái đường xá nó cũng không có làm được nữa, chứ đừng có nói nó không có làm được bất cứ một cái gì mà tốt đẹp cho người dân hết đó. Nó chỉ biết là ăn cướp và ăn cướp thôi, nó nghĩ tìm mọi cách để mà ăn cướp cái tài sản của người dân thôi, nó sống bằng tiền cướp của người dân thôi. Quý anh chị em đó thấy rõ là cái ông mà Trịnh Xuân Thanh, nhớ không? Ông mà ông Nguyễn Phú Trọng ông đòi bắt, rồi bây giờ chạy qua bên bên Ba Lan gì đó, rồi bây giờ bị bắt đó. Ổng là trong cái đường dây dầu á, đường dây mà dầu hỏa đó, đường dây dầu hỏa mà ổng nói ra, ổng kể ra là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm áp phe ở trong đó, là họ lấy tiền bán dầu á, của đất nước mình. Thí dụ 100 đồng á, một 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 tấn dầu đi, thí dụ họ họ có 100 tấn đi, thì phân nửa đó là họ họ ăn cắp ra rồi, họ ăn cắp tới phân nửa cái dầu rồi. Rồi rồi họ bán với giá có phân nửa luôn, thì làm sao mà đất nước mình không lỗ được, dù mình có mỏ dầu chẳng bị khai lỗ hết rồi. Mình đó mỏ dầu cũng khai lỗ, điện cũng khai lỗ, cái gì cũng lỗ hết á, tất cả những công ty nhà nước đó là đều bị lỗ hết, đâu có công ty nhà nước nào mà làm giàu đó, tất cả công ty nhà nước lỗ hết á, đó bán lậu mà ở ngoài biển đó. Đó sự thật đó. Ông Thanh ông tố cáo là ông là một người làm việc ở trong cái PV là Petro đó, là hãng mà dầu mà đó là Petro Việt Nam đó.
Thành ra ông kể là những cái buôn lậu khủng khiếp như vậy, cái bởi vì ngành nào cũng cũng giàu cũng lỗ hết. Nhưng quý anh chị thấy cơ sở mà Dung Quốc không? Cái Dung Quốc đó là mình lấy dầu ở ngoài biển ra rồi mình mới mới gọi là lọc dầu lên mình để mà biến ra xăng, xăng để mà chạy xe. Rốt cuộc mình có tốn dầu, mình có thấy giọt xăng nào từ từ Trung Quốc đâu, từ Dung Quốc đâu. Nhà máy lọc dầu ở ở Dung Quốc là ở ở miền Trung đó, chả thấy gì mà tốn biết bao nhiêu tỷ bạc, bao nhiêu tỷ bạc cũng đầu tư trong đó, rồi là cha con rồi là liếm người nào cũng giàu có hết. Chúng ta thấy tại sao mà chúng ta bây giờ có đất nước chúng ta cái số giàu nó cao quá đi. Có thể mình nói là 5% giàu đó là năm, có thể 5% dân số là giàu, gọi là có thể đại gia đó. Nhưng mà 95% dân số là sống cái cuộc đời nghèo khổ. Cái khoảng cách giàu nghèo nó cách xa lắm, nó không phải giống như nước Mỹ. Nước Mỹ là khoảng cách mà trung bình là nhiều nhất. Thành ra con người ta nó giàu điều hết trơn á. Tham nhũng quá nhiều, lấy tài nguyên bán, mà đại khái là như vậy. Ồ, Trung Quốc là ở Quảng Ngãi hả? Cảm ơn bạn Thái Thanh nha. TV biết là miền Trung mà không có nhớ là như thế nào. Mà nhà máy nó cứ chạy lên chạy, nó cứ hư rồi nó quật, rồi nó hư nó quật, mà tốn hàng tỷ đô la. Mới đầu thì nói lập nhà máy Trung Quốc đây chỉ tốn có khoảng 700 triệu thôi, mà mai mốt nó lên tới 3-4 triệu luôn á, mà người dân cũng không được hột dầu nào, mà phải cứ nhập cảng dầu từ ở nước ngoài vào, rồi nhập cảng nhiều quá rồi cái lên giá điện, lên giá xăng, lên giá nước. Ôi, cái chế độ này nó muốn làm gì nó làm thôi, nó không có biết rằng là người dân đau khổ đến mức nào. Mà tiền lương thì của người dân thì thấp tè hơn tất cả các quốc gia chung quanh đó. Người Việt Nam là lương là thấp nhất đó. Nó làm như vậy đó. Nó làm như vậy, hỏi có phải là mình đang sống nô lệ trên cái đất nước của mình không? Rõ ràng là mình đang sống cái nô lệ trên đất nước mình. Mình phải làm bằng xương, bằng máu của mình, bằng mồ hôi của mình. Mà rốt cuộc mình được gì? Mình không được gì hết. Mình muốn mua một căn nhà cũng không có nữa. Giỏi lắm là anh để dành tiền anh mua được chiếc xe máy. Mình tại sao mình thấy những cái cảnh bất công nữa đó. TV kể câu chuyện TV, hai vợ chồng TV qua bên nước Mỹ là 1978. Đúng một tháng sau là TV 256 có cái chiếc xe gọi là Pontiac. Chiếc xe hơi Pontiac là cáo chỉ luôn, mới lắm. Là xe có 9 năm thì vẫn còn mới thôi. Máy chân vẫn còn tốt và chạy rất là ngon đó. Là TV vượt biên ha, mới đặt chân đến nước Mỹ là cái ngày đặt chân đến nước Mỹ là ngày sau rồi đi làm liền. Tại vì người bảo trợ tốt đó, họ kiếm việc làm cho mình. Và trong một tháng sau là hai chồng mua chiếc xe mới. Họ không có nhờ sự trợ giúp của chính phủ Mỹ nha. TV 256 chưa từng là nhận tiền trợ giúp của chính phủ Mỹ. Tại vì hai chồng có việc làm liền thôi. Và mình ra đó là mình sống được rồi. Mình cũng nói ngay là nhờ mình có tiếng Anh mà căn bản mà thời mình học trung học đó. Mình học trung học rồi mình chọn Anh văn đó thì mới vừa qua là mình học cái bằng mà lái xe liền rồi. Rồi là mình thi đậu rồi mình lái được thôi. Mình lái rồi bắt đầu mình mua xe. Thì trong vòng một tháng mà mình mua được chiếc xe hơi, rồi nhà cửa thì mình ở lại cho có 90 đồng một tháng à.
rồi mình xử, mình so sánh cái đất nước mình như thế nào. Đồng bào mình phải tốn bao nhiêu thời gian để mà mua được cái căn nhà đấy, mua được chiếc xe hơi đấy. Khi mà mình thấy như vậy đó là mình khổ, mình sống thì sung sướng vật chất thiệt, nhưng mà cái tâm mình khổ lắm. Cái tâm mình mà mình không làm cái ích lợi gì cho quê hương mình đó, mình cảm thấy mình là người có tội. Thành ra tất cả mà những việc làm cho T2V256 từ mấy chục năm nay, coi như 40 năm nay, là làm không công. Quý anh chị em phải hiểu, những người hải ngoại này họ làm việc cho cái đất nước Việt Nam ấy, không có ai trả một cái đồng lương nào cho họ. TV256 viết rồi là hàng ngàn bài viết, mấy chục ngàn bài viết có thể có, tại vì mỗi ngày TV cũng viết 2-3 bài. Mà trong suốt mà từ năm mà 95 cho đến bây giờ, thành ra mình chịu không nổi. Mình nói đây là cái trách nhiệm, là bổn phận của mình. Bổn phận của mình làm sao mà để mà giúp đỡ những người trong nước có một cái cuộc sống tốt đẹp giống như hải ngoại này. Tại vì mình cũng nhớ rằng là cái đất nước mình rất là thần tiên. Cái đất nước mà thời mà miền Nam Việt Nam Cộng Hòa đó, TV nói thật, trong trên thế giới này, quý anh chị đi khắp nơi trên toàn thế giới, gần như là không có thấy được thiên đàng giống như cái đất nước mà miền Nam Việt Nam mà mình ở. Phải nói đất nước Việt Nam, miền Nam nó thanh bình lắm, mà nó vui là ghê lắm, nó vui khủng khiếp luôn á. Thì mình chỉ nhớ lại cái thời mà mình ở thời Việt Nam Cộng Hòa, nó vui lắm, nó tạo cho đủ thứ cái trò chơi mà mình tự nhiên mình nhớ đến cái quê hương mình, mà mình muốn trở lại để mình thăm cái căn nhà mình với thăm bạn bè mình, để bạn bè mình chơi từ bắn bi rồi tạc hình rồi tạc lon rồi nó đủ thứ trò chơi. Và mỗi năm mà đến Tết đến là nó lì xì rồi nó đốt pháo rồi nó phá phách được. Thì thời mà con nít của mình đó, mình thấy cái xã hội cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó nó giống như là cái thiên đàng hết, mà không có một quốc gia nào có. Bởi vì có thể người ta mê sống ở Việt Nam là như vậy, người ta rất là mê. Người ngoại quốc mà người ta biết được cái phong tục, cái văn hóa rồi cái những cái món ăn của mình đó, người ta mê lắm. Ngay cả hải ngoại này đó, bởi vì người ta thấy người Việt Nam lạ quá, mang lại một cái sắc thái văn hóa mà người Việt Nam rất là hiền lành. Phải nói là cái nền văn hóa của mình là người Mỹ họ khoái lắm, đúng không? Chứ không phải là sau này đâu. Sau này mà Việt Nam về sau nữa đó thì nó học cái thói mà của chủ nghĩa cộng sản thì nó khác ấy. Nó đánh lộn rồi nó chửi lộn rồi nó giết người rồi nó trồng cần sa ma túy rồi sau này nó lộn xộn lắm. Chứ không phải như mà khi xưa đâu. Dạ chào chữ Mai anh Mai nghe chữ có chữ. Sự thật thì mình có rất nhiều cái câu chuyện để mình nói, mà mình nói hoài không hết thôi. Thì một phần thì TV muốn chia sẻ với quý anh chị em đó, thì đối với TV 256 ít người không sao hết, một người cũng được. Sự thật thì mình không có bao nhiêu người, nhưng mà sau khi mà mình làm cái video xong đó thì mình để lại cho những người khác nữa. Những người khác họ nghe được những cái sự thật mình nói. Và TV cũng muốn tìm hiểu những cái sự thật mà quý anh chị em ở trong nước. Quý chị em ở trong nước mà hiện tại nghe TV 256 nói, đánh cho TV số 1 thử coi. Tại vì TV muốn rằng là ở trong nước cũng có tiếng nói ở trong cái chương trình này. Nếu mà quý anh chị em gọi điện thoại lại với TV 256 đó, TV vẫn phát
phát âm chùa cho quý anh chị em nói ở trên cái diễn đàn này. Nhiều người trong nước họ muốn lên tiếng để bày tỏ, họ muốn tiếng nói của họ, để nhưng mà rốt cuộc họ sợ họ xuất hiện thì họ không đồng ý, nhưng mà họ nói họ gọi thì quý vị mà gọi cho TV256 mà muốn mà chia sẻ điểm nào hoặc là về cái tranh luận về cái sự thật như thế như sao, TV chấp nhận hết á. Nếu mà quý anh chị gọi là TV có đây nè Messenger đó, gọi thì TV để quý anh chị em nói trên diễn đàn. Nếu mà mình muốn nói điều nào mà có thể mình không đồng ý với TV256, hoặc là mình muốn chia sẻ điều nào cho mọi người trong diễn đàn thì đều được hết nha. Tôi thấy rất nhiều đu càng bỏ chạy. Đúng là có một vài người đu càng á, nhưng mà bạn Nguyễn Minh Hiếu đã phải rằng là mình phải nghĩ những người mà đu càng máy bay đó thì họ có cái lòng can đảm của họ đó, họ không sẽ chết đâu. Anh Hiếu thấy rõ điều đó không? Giống như TV256, TV vượt biển đó, đến lúc đó có người em đó thì quả thật là họ có sợ chết thiệt á. Họ nói không có bây giờ mà đi ra biển nữa là chết, tại vì mới rồi ngay cửa biển là nó sóng nó đánh rồi, nó ngập cái ghe rồi, làm sao mà đi biển nữa cho chết thôi. Thế mà cả nhà quyết định rồi là quyết định chết ngoài biển, thấy không? Ba TV nói chết ngoài biển mát hơn, trước sau chúng ta cũng chết, chúng ta quay đầu về sống với cái xã hội chủ nghĩa này, trước sau chúng ta cũng chết. Thành ra mình chọn cái con đường đi, đó là những người can đảm. Đừng có nghĩ rằng những người đu càng máy bay đó là không can đảm đâu. Đu càng máy bay dễ chết lắm, máy bay mà cái sức quạt gió nó mạnh, làm sao mà chịu nổi. Rồi cái máy bay đó nó chạy ra ngoài hải phận quốc tế mà mình đu càng máy bay rủi là mình cái tay mình yếu quá rồi, cái rồi là mình chịu không nổi rồi mình rớt xuống giữa biển. Mình phải tội nghiệp những người đó, những người đó, và mình phải biết đó là những người can đảm họ mới dám làm chuyện đó thôi. Đồng ý là họ thua cái cuộc chiến, nhưng mà không phải là để mình sỉ nhục họ. Mình sỉ nhục những người chiến thắng thì đúng rồi, tại vì đó nước Mỹ cũng có nội chiến mà sau khi nội chiến đó người ta biết thương nhau, người ta cho ngựa, rồi người ta cho đồ ăn, rồi người ta cho cả tiền bạc nữa, cho về với vợ con. Người ta không bắt. Cuộc chiến Mỹ á, nội chiến Mỹ cũng kinh hoàng lắm, đổ máu lắm, mà họ không có bắt nhau một người nào, họ không có bắt tù với nhau. Còn mình đó, mình bắt hàng triệu người đi học tập cải tạo, gọi là nó tù, nó không đúng đâu Nguyễn Minh Hiếu nha, hiểu không? Mình tại vì mình nghe khi mà từ nhỏ tới lớn mà mình nghe cái chuyện đu càng máy bay, mình thấy làm một cái trò cười, là những cái kẻ mà thua, những kẻ thua chạy, rồi nó có những cái lời nói giống như là thắng làm thua vua mà thua làm giặc. Mình cứ nghĩ rằng là những người anh em của mình làm giặc không à. Thành ra đó nó không có chuyện giải quyết, nó không bao giờ chúng ta thấy mà có cái sự hòa giải dân tộc mà thật sự xảy ra. Nó toàn là những cái hòa giải đó là nó đến từ nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền muốn hòa giải thì nó trở thành hòa giải thôi, nó không phải là đến từ TV256 là mình tha thứ hay là mình không tha thứ. Nhà cầm quyền làm tốt đẹp thì tự viên TV256 yêu nhà cầm quyền. Mình là dân mà. Nhà cầm hiền tử làm tốt đẹp thì bảo đảm TV256 yêu cái nhà cầm quyền. Chống làm cái gì? Không bao giờ có tư tưởng mà chống nhà cầm quyền đâu. Chỉ có nhà cầm quyền nói là tội ác.
Thành ra mình phải chống và mình làm cho nó sụp đổ. Mình phải bắt nó phải bỏ đi cái chủ nghĩa cộng sản. Và sự thật đó là cái cách đấu tranh của TV 256 đó là đấu tranh về tư tưởng. Nó không phải là đấu tranh về súng đạn. TV đâu có phải khuyến khích mà mang vũ khí lại mà bắn những người cộng sản rồi đánh rồi cướp lại chính quyền đâu, không có. Cái TV 256 muốn là tất cả những người cộng sản đó hiện tại đó vẫn tiếp tục cầm quyền đi, nhưng mà làm ơn giải tán cái đảng cộng sản. Giải tán đảng cộng sản là biết là chắc chắn là anh từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản, anh tiếp tục cầm quyền là chúng tôi hỗ trợ anh. Chỉ nhiêu đó thôi. Tại vì tôi biết cái chế độ cộng sản này nó hại dân hại nước. Và cái chủ nghĩa cộng sản này nó không bao giờ nó mang cái điều tốt đẹp đến cho người dân. Sự thật là vậy. Chúng tôi không cần phải lật đổ các anh, mà các anh phải thay đổi, từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản đi. Biết nó là lỗi thời rồi, xin lỗi người dân trong cái thời gian đã qua. Chúng tôi cũng không cần anh phải xuống quyền xuống chức nữa, nhưng mà phải các anh phải chứng tỏ các anh là những người không còn nuối tiếc cái chủ nghĩa cộng sản nữa. Giải tán cái đảng cộng sản, cái tên gọi của nó, giải tán cái tên gọi cộng sản đi. Người dân chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Và quý sẽ không thấy người dân chống đối biểu tình nữa, tại vì các anh đã chính thức gọi là giải tán cái đảng cộng sản này. Và chú anh biết rõ rằng cái đảng cộng sản này là hiện giờ cái đảng cộng sản là treo đầu dê mà bán thịt chó. Hôm nãy giờ TV 256 cắt nghĩa cho quý anh chị em bằng chứng nó rõ ràng. Các anh mới dịch vô đầu là các anh gọi là áp dụng cái nền tảng cộng sản là vô sản chuyên trị và nền công kinh tế tập trung công nông trường. Đó là hai cái chủ thuyết, cái nền tảng của các anh. Mà bây giờ các anh bỏ rồi, cộng sản các anh bỏ rồi, mà các anh chỉ còn mang cái tên đảng cộng sản thôi. Cái đó là điều treo đầu dê bán thịt chó. Mình đã bỏ cái chủ nghĩa cộng sản rồi, mình đã bỏ nền kinh tế thị trường rồi, mình đã bỏ cái nền kinh tế công nông trường rồi, mình đã bỏ đi cái nền vô sản chuyên chính rồi. Bây giờ đó, thằng nào cầm chính quyền cũng là giàu có hết. Thằng nào cầm chính quyền cũng là giàu có, thằng nào cũng bạc triệu đô la, có người lên đến bạc tỷ đô la. Bạc tỷ đô la cũng là những người săn sao của cộng sản thôi. Đừng có chắc anh nghĩ rằng chúng tôi không biết. Thành ra những tên cầm quyền nào bây giờ cũng làm như là khoa học hết. Thằng nào cũng là tiến sĩ hết. Tiến sĩ, kỹ sư, giáo sư, toàn là mang cái danh hiệu mà đi ngược lại thời xưa không à. Đi ngược lại thời xưa các anh bầu cho bà Lê Thị Thiêu không? Lê Thị Thiêu mà TV nói là ứng cử đại biểu quốc hội, mà bả cái chức danh của bả là hút rác đó. Bả hút rác mấy chục năm rồi, bả làm các anh gọi là tôn trọng những cái người gọi là bằng cố nông rồi các anh đưa lên để mà cầm quyền. Nó gọi là vô sản chuyên chính đó. Đó là cái cộng sản đó. Mà mình bây giờ mình đã từ bỏ nó rồi. Bây giờ thằng nào cũng là giàu có mà mình lên, mình cũng giống tư bản rồi. Đâu có khác gì đâu. Mà mình đã giống tư bản thì mình phải bước thêm một bước tiến can đảm nữa. Là từ bỏ cái đảng cộng sản này. Để trở thành một người tư bản, không ai chống đối anh hết. Mà các anh là những người anh hùng nữa. Các anh là anh hùng của dân tộc. Tại vì các anh dứt khoát được cái chủ nghĩa cộng sản là chúng tôi thắng rồi. Những người đấu tranh đã thắng rồi. Thắng là các anh đã vứt đi cái chủ nghĩa cộng sản. Các anh trở thành người Việt Nam. Người Việt Nam là người Việt Nam và chúng ta tôn trọng các anh. Và chúng tôi yêu mến, quý mến các anh. Như vậy đó.
Đó, bạn Nguyễn Minh Hiếu có nghe TV nói xin lỗi nha, cái đó TV xin lỗi, cái đó là nó thuộc về cái bản tánh của mình rồi. Mình thấy một cái sự việc mà anh nói cái việc mà những người mà đu càng rồi bỏ chạy, nó làm cho khi mà mình đọc mình thấy được cái sự phẫn nộ. Thành ra TV cũng xin lỗi quý anh chị em. Sự thật mình cũng không muốn mà nó gì cũng tự nhiên nó lên, rồi bây giờ tự nhiên mình nhớ ra thì mình thấy nó kỳ. Nó hơi kỳ, tự nhiên mình nổi nóng lên. Mình nhớ đến cái những cái lời mà đu càng máy bay rồi đó. Nhục mạ những cái người mà người ta phải bỏ nước ra đi, mà tại vì không có hiểu rằng là cái người bỏ nước ra đi nó họ khổ như thế nào. Họ khổ lắm. Chẳng có ai muốn đi. Cái nơi mà tốt đẹp nhất là cái nơi mà quê hương của mình. Cực chẳng đã người ta mới đi thôi. Người ta sống cái cuộc đời không có tự do, người ta phải đi thôi. Bởi vì cho TV 2, 5, 6 đó, mỗi ngày ăn 2 chén cơm thôi, TV chịu đựng được. Nhưng mà đừng có mất tự do là TV không chịu đựng được. TV có quyền nói những gì mà TV nói, TV có quyền nói những gì mà TV nghĩ là đúng. Chứ mình nói chuyện cái là ngược lại một tí xíu là nó bỏ tù mình rồi. Hoàn toàn không có tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, không có tự do ngôn luận gì hết. Rồi làm sao mình chấp nhận mình sống trong đất nước như vậy? Làm sao mình dạy con mình được? Con mình mà để cô giáo dạy gọi là phải bắn giết thằng Mỹ này thằng Mỹ nọ rồi cộng lại bao nhiêu đứa. Vậy vậy gì mà kỳ cục vậy? Đó. Bởi vì thành ra mới có ngày hôm nay nè. Đến là cái ngày hôm nay là cái ngày mà kiệt quệ nhất là của đất nước mình mà nhiều người còn không hiểu ra nữa. Trời, bây giờ 1 giờ 23 phút rồi, nãy giờ nói nhiều quá mà không biết. Thôi xin lỗi quý anh chị em nha. TV phải dừng lại nơi đây nha. Cảm ơn quý anh chị em rất nhiều đã tham dự cuộc nói chuyện của TV 256. Mình lấy tên hai TV 256 cũng bình thường thôi. Cái tên mình là sự thật, nó không phải là tên gián điệp hay khỉ. TV 256 chỉ là mình lấy tên là Trần Việt. Mà 256 thì mình cái nghề của mình làm về RAM đó, là ý làm về computer đó. Computer thì cái máy mà đầu tiên mà PC computer mà tôi vui mua là 1985 86 gì đó, cách đây mấy chục năm. Thì TV mua là cái máy rồi là PC rồi là XT rồi là 256K memory. Trong cái nghề của mình thì mình để cái bút hiệu mình là 256 thôi. Tại vì hôm qua có cái cô đó cũng nói trời ơi lấy cái không có lấy cái tên gì hết trơn mà cái TV rồi 256 rồi cổ nói là mình là người giả rồi không thật rồi cổ không tin rồi này nọ. Thành ra mình cũng sẵn đây mình thưa chuyện với quý anh chị em là vậy thôi, mình lấy tên là TV 256 thì cho nó dễ nghe thôi, với mình quen rồi cái tên này là nó đã 20 năm rồi. Tại vì TV thường chơi ở trên Pao Thoát á, Pao Thoát thì TV cũng vẫn giữ một cái tên gọi là 20 năm TV 256, mình quen luôn. Còn mà cái nick mà Mỹ Linh Nguyễn đó là có thể là 20 mấy năm đó. Mà đến bây giờ TV vẫn dùng cái email đó. Có thể với anh chị em đó chắc là ít thấy khi nào mà người nào mà dùng email mà 20 mấy năm đâu. Mỹ Linh Nguyễn đó là 20 mấy năm đó, vẫn tiếp tục sử dụng cái email đó. Quý anh nhà cho em gửi thơ mà Mỹ Linh Nguyễn ng mà @aoa.com đó là TV 256 nhận được. Đó sự thật như vậy thôi. Nói thật cái bút hiệu mình lấy tên là con gái
thì bây giờ mình thấy không cần thiết nữa, mình stream mình không thấy cần thiết nữa. Con trai con gái cũng vậy thôi. Nhưng mà cái thời buổi đó có thể là mình lấy cái tên con gái đó thì nó có vẻ là nó người ta nó dễ nghe hơn, người ta thích những người phụ nữ mà có thể nó đấu tranh hơn, thành ra mình dùng cái coi như là cái bút hiệu của mình thôi. Mong quý anh chị em thông cảm cho ha. TV xin kết thúc buổi nói chuyện hôm nay nha. Mình á có sao mình nói vậy à, mình không có chuẩn bị, chưa bao giờ TV mà chuẩn bị là phải bài vở đâu này nọ, mình thành ra nó có những cái điều mà có thể là nó không được tốt, biết không? Nhưng mà TV biết là cái tâm mình đó có làm sao mình nói vậy, mình không có màu mè che chứ che chuốt rồi chải chuốt rồi không có đó, cái tâm mình có sao mình nói vậy. Thành ra phải hiểu là những cái lời mà TV nói ra những cái lời thật chứ không phải là những lời giả dối. Rồi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe và TV kết thúc hôm nay. Chào chào tất cả quý anh chị em.